Thưa quý vị, trở lại với phần tin 24 giờ ngày hôm nay là các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí. Dân biểu Úc gửi thư cho đại sứ Úc tại Việt Nam, yêu cầu quan tâm đến nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức. Ba dân biểu Liên bang Úc vào ngày 13 tháng 9 đã gửi thư cho đại sứ Úc tại Việt Nam, ông Craig Chedick, yêu cầu quan tâm đến trường hợp tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người đang phải tuyệt thực trong nhà tù. Trong thư, dân biểu Chris Hayes cho biết đã cùng hai dân biểu Julian Hill và Claire O'Neill gặp phái đoàn người Việt của Đài Việt Nam, Sydney, ngay trước trụ sở Quốc hội Úc. Phái đoàn Việt Nam tiến hành tuyệt thực 12 tiếng để phản đối cách đối xử của nhà cầm quyền Việt Nam với ông Thức, người hiện đang bị giam tại nhà tù số 6 tỉnh Nghệ An. Dân biểu Chris Hayes khẳng định rằng bản án 16 năm tù mà ông Thức phải chịu là một trong những bản án dài nhất từ trước cho đến nay cho một người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Từ ngày 14 tháng 8, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực để phản kháng việc đối xử dành cho các tù nhân ở tại Việt Nam. Ông từ chối đi lưu vong khỏi Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên ông Thức phải tuyệt thực. Ông từng sử dụng biện pháp này trong tù để ủng hộ người dân đi tìm công lý trong thảm họa môi trường gây ra bởi nhà máy thép Formosa năm 2016. Trong khi đó, thì cựu tù chính trị Trương Văn Kim lại bị hành hung. Thưa quý vị, cựu tù chính trị Trương Văn Kim ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng được cho biết vào ngày 9 tháng 9 vừa qua đã bị hành hung đến thương tích gãy tay phải đưa đến bệnh viện chữa trị, nhưng vẫn phải gặp trở ngại với chỉ đạo mà y tá nói từ phía Công an Cộng sản Việt Nam. Cựu tù chính trị Trương Văn Kim, 70 tuổi, bị tuyên án tù 3 năm và 3 năm quản chế vào ngày 26 tháng 8 năm 2009 với cáo buộc trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, ông Kim cho biết bản thân là một võ sư và đất đai bị cưỡng chế nên ông trở thành một người phải khiếu kiện vì oan ức. Đến ngày 26 tháng 8 năm 2015, ông hết hạn quản chế và chỉ lo làm ăn tại quê nhà. Thế nhưng nhiều lần công an địa phương đến nhà khiêu khích và gây khó khăn cho bản thân ông. Vào tháng 6 vừa qua, hai trường hợp đã bị lực lượng an ninh và công an địa phương tại tỉnh Lâm Đồng tấn công bằng gạch đá, hành hung, xúc phạm. Đáng chú ý, đó là đối với chánh trị sự Hứa Phi thuộc đạo Cao Đài không theo phái nhà nước Cộng sản dựng lên và nhà hoạt động Công đoàn Độc lập Đỗ Thị Minh Hạnh. Kêu gọi trả tự do cho tù chính trị Nguyễn Văn Túc. Kêu gọi được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đưa ra vào ngày 13 tháng 9 năm nay, một hôm trước phiên phúc thẩm dự kiến được diễn ra vào ngày 14 tháng 9 cho hay, tòa án phúc thẩm nên bất tuân chỉ đạo của đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho nhà vận động dân chủ Nguyễn Văn Túc. Trước đó, ông Nguyễn Văn Túc bị tòa sơ thẩm tỉnh Thái Bình tuyên án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Túc là thành viên của Hội Anh em Dân chủ. Tuy nhiên, đến trưa ngày 13 tháng 9, vợ của người sắp được đưa ra xét phúc thẩm, bà Bùi Thị Rề, vẫn chưa nhận được văn bản tham dự phiên tòa. Ông Phil Robertson, phó giám đốc của Ban Á Châu tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho rằng, ông Nguyễn Văn Túc là một nạn nhân của chính sách gia tăng đàn áp nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền của chính quyền Việt Nam. Án tù nặng nề mà ông Nguyễn Văn Túc và các bạn bè ông trong Hội Anh em Dân chủ phải đối mặt cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản có mục đích đe dọa các nhà hoạt động khác đừng đi theo bước chân của những người này. Thưa quý vị, người dân bị khởi tố vì phát tán tài liệu chống phá nhà nước Cộng sản. Công an của tỉnh Đồng Tháp vào ngày 14 tháng 9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Trương Ca, trú tại huyện Hồng Ngự với cáo buộc về buộc tội làm và tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam. Theo Công an Đồng Tháp, ông Huỳnh Trương Ca đã đăng tải những video lên mạng xã hội có nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Ngoài ra, ông Ca còn được nói là kêu gọi kích động người dân biểu tình chống chế độ. Ông Huỳnh Trương Ca bị bắt vào ngày 4 tháng 9, khi được nói đang trên đường từ Tiền Giang lên Sài Gòn để kêu gọi biểu tình vào ngày 2 tháng 9. Trước và sau ngày lễ 2 tháng 9, có ít nhất là 4 người đã bị bắt về các cáo buộc có liên quan đến an ninh quốc gia và hàng loạt các Facebooker khác được bạn bè thông báo là đã bị mất tích không rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, tin giải trí cho biết ngôi sao Hollywood Emma Stone và Jonah Hill tham gia phim truyền hình Maniac của Netflix. Các diễn viên Emma Stone và Jonah Hill sẽ tham gia vào danh sách các ngôi sao Hollywood xuất hiện trong phim truyền hình Maniac của Netflix, một bộ phim hài đen tối về mối liên hệ của con người.
Người chiến thắng giải Oscar và ngôi sao trong The Wolf of Wall Street, Jonah Hill đã vào vai Annie và Owen, hai người lạ với những vấn đề cá nhân tham gia vào một thử nghiệm dược phẩm. Emma Stone và Jonah Hill từng hợp tác trong bộ phim hài năm 2007 Superbad. Cả hai đều đóng vai chính trong các chương trình truyền hình trước đó trong sự nghiệp của họ. Nhưng Maniac đã cho thấy một dự án khác cho cả hai diễn viên. Buổi ra mắt Maniac sẽ được ra mắt trên hệ thống phim truyền hình Netflix vào ngày 21 tháng 9. Thưa quý vị, trong khi đó thì thảm vàng của giải Emmy sẽ được trải trước thềm lễ trao giải được diễn ra. Thảm vàng của lễ trao giải Emmy sẽ được tung ra vào thứ Năm ngày 13 tháng 9 bởi các người điều hợp chương trình của năm nay, các diễn viên hài của chương trình Saturday Night Live, Colin Jost và Michael Shea. Trước thềm lễ trao giải chính thức diễn ra vào thứ Hai ngày 17 tháng 9. Các nhà báo được mời đến tham quan khán phòng của nhà hát Microsoft ở trung tâm thành phố Los Angeles, nơi có những người nổi tiếng sẽ tham dự và ngồi tại đây ở buổi lễ. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm giải thưởng được tổ chức. Chương trình truyền hình hay nhất từ tháng 6 năm 2017 cho đến tháng 6 năm 2018. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương trên kênh NBC. Và sau đây, kính mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho thứ Bảy ngày 15 tháng 9 cùng với Thiền Hạnh. Mở đầu với thành phố Boston, trời mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 77 và thấp nhất vào ban đêm là 62. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa là 10%. Thành phố New York trời nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ và thấp nhất vào ban đêm là 65 độ. Gió đông bắc dưới 5 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Thủ đô Washington DC trời mưa âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 76 và thấp nhất vào ban đêm là 66 độ. Gió đông bắc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo có 40% xác suất mưa rào rải rác. Khu vực Atlanta trời mây rải rác và nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 90, thấp nhất vào ban đêm là 70 độ. Gió bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa chỉ vào khoảng 10%. Thành phố Orlando trời nhiều mây âm u với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 93 và thấp nhất vào ban đêm là 78. Gió tây từ 10 cho đến 15 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 40%. Chuyển sang khu vực Chicago, trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 79 và thấp nhất vào ban đêm là 66 độ. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa vào khoảng 10%. Dallas trời âm u nhiều mây với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 85 và thấp nhất vào ban đêm là 73 độ. Gió đông bắc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 40% xác suất mưa kéo dài đến chiều tối. Houston trời nhiều mây và âm u, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 87 và thấp nhất vào ban đêm là 75. Gió đông từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 40% xác suất mưa rào rải rác kéo dài đến chiều tối. Khu vực Seattle trời nắng nhẹ và có mây rải rác, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 62 và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ. Gió nam từ 5 cho đến 10 dặm một giờ, dự báo có 50% mưa kéo dài đến chiều tối. San Jose trời trong xanh và đầy nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 73 và thấp nhất vào ban đêm là 51. Gió tây bắc từ 10 cho đến 20 dặm một giờ, dự báo xác suất mưa thấp chỉ vào khoảng 10%. Los Angeles trời trong xanh, nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 84 và thấp nhất vào ban đêm là 64. Gió thổi theo hướng nam dưới 5 dặm một giờ, dự báo ngày và đêm sẽ không có mưa. Bản tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin 24 giờ qua cùng với Thiền Hạnh và Hoài Sa. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.